bé gái 3 tuổi có đinh trong hộp sọ đã 4 lần nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin từ người nhà bé gái 3 tuổi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội, với tiên lượng tử vong cao sau khi phát hiện có 9 chiếc đinh trong hộp sọ. Đây là lần thứ tư cháu bé phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Người nhà cháu bé cho biết, cha mẹ cháu đã ly hôn và mỗi lần cháu về với mẹ lại xảy ra sự cố. Trước đó, ngày 17 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái DNA 3 tuổi ở Canh Nậu, huyện Thạch Thất. Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Kết quả phim chụp ít quang cho thấy bé có đinh trong sọ. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ. Túc trực tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, người bác bên đàn nội cháu A cho biết, trong những tháng gần đây, cháu đã phải nhập viện 4 lần. Khi mẹ cháu đón cháu đi thì bắt đầu xảy ra sự việc. Lần đầu tiên, cháu có dị vật trong mũi, nhưng mẹ cháu bảo cháu bị bệnh lý. Lần thứ hai, tôi nhận được tin nhắn là cháu bị ngộ độc phải đưa lên bệnh viện Thạch Thất, sau đó cháu được đưa lên bệnh viện Nhi Trung ương. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ vì muốn làm rõ tại sao cháu lại ngộ độc thuốc sâu, một đứa trẻ không thể uống thuốc sâu được như thế. Lần thứ ba, sau khi ra viện được 15 ngày, cháu lại tiếp tục nuốt ba cái đinh trong bụng, trong đó một cái ở cổ họng, hai cái ở hậu môn. Và hôm qua khi tôi đi làm về lại nhận được thông tin cháu bị bắn chín cái đinh vào đầu. Bác sĩ cũng cho biết vết thương này đã rất lâu rồi. Chiều ngày 18 tháng 1, lãnh đạo công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể là giống đinh ở hộp sọ. Hiện công an huyện Thạch Thất đã triệu tập nhiều người để điều tra nguyên nhân. Đại diện phòng công tác xã hội, bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội cho biết, đơn vị đang làm việc với cơ quan công an. Sau khi làm việc xong với công an, bệnh viện sẽ cung cấp thông tin cũng như tình trạng sức khỏe của cháu bé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.